À, đây là con đường Hoa Sứ Phan Xích Long nha các bạn. Nó giao đường Phan Xích Long, chúng ta đi vào đường Hoa Sứ khoảng 300m bên tay phải sẽ có một quán bánh bèo nóng Phô Mai Phú Yên. Có món đặc biệt đó là món bánh canh hẹ các bạn. Đây là bảng hiệu 3 món đặc biệt nhất quán Phô Mai đường Hoa Sứ, phường 7 quận Phú Nhuận các bạn. Chị trụng nó để cho nó ra cái bột ở ngoài hả chị? Đúng rồi. Đó, chị phải đưa cái nước lạnh trước. Chị ơi, cho đi canh ba nước lạnh nha. Dạ nghe. Ừ. Nghe chả cá là ngoài quê rồi đúng không? Đúng. Thì là cá thu. Không gian bếp hả các bạn, ở đây là quầy ra những cái món tô bánh canh rất là sạch sẽ, thoáng mát. Đây là hẹ, hẹ bán này khoảng gần 10 kg. Đây là cá thu nữa các bạn, chủ là chả cá. Và đây được là nồi nước lèo bánh canh hẹ. Rồi không gian bếp các bạn. Một con là một cục cá thu vậy này. Ờ, cho cá mắt đấy. Đây là hẹ, đây các bạn, hẹ cắt nhỏ ra đây. Đó, bây giờ nước canh này sẽ đổ nước lèo để ta ăn. Một tô bánh canh hẹ hay là bánh hỏi hay là bánh bèo đều 30.000 các bạn. Đây một tô bánh canh hẹ đầy đủ đây, hẹ rất là nhiều hơn mặt nước. Có cá thu nè, cá thu được nhập từ Phú Yên vào. Chả cá, bánh cuốn nữa nè. Điều đặc biệt đây là hẹ rất là nhiều và phủ lên trên. Đây, các bạn thấy hẹ sắp nhuyễn ra. Đây là nước mắm, nước mắm ngọt các bạn.
menu quán Cô Mai các bạn, gồm có bánh bèo nóng, bánh hỏi nóng, bánh canh hẹ là nổi tiếng nhất. Để chiều tối nay chọn. Làm món gì cũng bỏ hẹ vô hay là gì? Ờ, chị nói này là hồi quê chị nó hẹ, phải bỏ hẹ. Làm giống hồi quê chứ đâu có khác không? Y chang hồi quê sao là làm vậy á, chứ không có thêm gì. Hẹ là ngày chị bán 10 ký không chị? Ừ. Rồi đó rồi. Chị cũng nhớ thì chị đứng bán không? Cô đang làm bánh canh hẹ hả cô? Dạ. À, bánh canh mà phải trụng hả? Trụng lại con. Trụng cho nó rớt cái bột áo. À, rớt cái bột trắng rồi. Bánh canh hẹ là gồm có chả cá với lại cá đó là cá gì không? Dạ, cá thu. Cá dừa, cá thu rồi. Bánh canh hả? Bây giờ em cũng mua cho bánh canh cho em bé. Còn hai bạn kia cô chưa hay cô chị đó ăn cái gì? Bánh bèo. Anh ơi,